Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm vật liệu da. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vật liệu da cho bộ sofa, ghế và đôn. Thì các bạn có thể sử dụng cách làm vật liệu da của mình để áp dụng cho các bản nội thất của các bạn. Trước tiên mình sẽ mở bảng Vray Asset Editor lên. Ở đây thì mình đã đổ cho nó một cái vật liệu và mình chưa có gắn cho nó vật liệu gì. Ở đây mình sẽ kích chuột trái vào đây, mình chọn Vray MTN. Sau đó trong phần color này, cách đầu tiên mà mình hướng dẫn các bạn làm vật liệu da đó là mình sẽ loát một cái bitmap lên. Ở đây mình sẽ chọn da màu này. Tiếp theo mình sẽ ở phần reflection mình sẽ dùng bitmap. Ở đây mình có một cái map da màu đen trắng, mình open lên. Tiếp đến là phần reflection Glossiness, mình cũng sẽ copy cái map vừa giờ và riêng ở phần bump. Ở đây có hai phần bump thì mình có thể delete đi một cái. Và đây mình sẽ copy thêm một mình sẽ copy mình paste xuống cái phần bump. Thì trong phần bump mình để 0.1 thôi. 0.15. Các bạn có thể thấy cái vật liệu da nó đã gắn ở trên chiếc sofa của mình. Thì ở đây mình các bạn có thể thấy cái vật liệu nó đang hơi to. Ở đây thì mình sẽ chuyển cái này xuống thành 100. Đó thì vật liệu da nó đã nhỏ hơn rồi. Các bạn cũng có thể là để khoảng tầm 80 thôi. Mình đang vẫn 100, mình vẫn thấy nó hơi to. Đó là cách đơn giản mà mình đó là cách thứ nhất mà mình làm vật liệu da. Tương tự với cái vật liệu ở gối này. Để mình copy cái vật liệu da này cho gối thì mình sẽ ấn chuột phải và cái US Replacement này. Sau đó mình sẽ chọn đến cái vật liệu của gối này, sau mình ấn chuột phải. Sau đó mình sẽ chọn là Replace in Scene. Đối với những cái vật liệu da thì khi mà đổ vật liệu ấy, thì nó sẽ mất một thời gian là tương đối là mất một chút thời gian. Thì các bạn phải chờ một lúc thì nó sẽ hiện lên ở trong cái vật liệu này. Ví dụ như máy mình nó đang bị nó đang loát vật liệu nên nó đang bị đơ quay vòng tròn này. Đó, khi nó loát xong thì các bạn có thể thấy là nó đã áp vào cái vật liệu gối này. Nhưng mà ở đây các bạn để ý khi mình loát vật liệu gối thì cái UV map nó đang chưa được đều này. Thì các bạn có thể click vào phần gối này. Sau đó các bạn click vào phần có sẵn ở trong thanh công cụ Vray đây. Đó, khi mình click vào đấy thì mình đã UV được cái gối. Tương tự với các gối khác thì ở đây thì nó không phải là một cái component. Thế nên khi mình sửa một cái gối thì các gối khác nó không theo. Tương tự các gối khác thì các bạn cũng sẽ phải làm tương tự như thế thôi. Các bạn click vào đây xong là click vào UV map này. Thì với cách làm thứ nhất thì giờ mình sẽ gen thử xem kết quả với cách làm thứ nhất thì chúng ta sẽ được một cái da như thế nào các bạn nhé. Đây là mình vừa render xong bộ sofa và với cách làm vật liệu da mà mình hướng dẫn các bạn. Ở đây thì các bạn có thể thấy da của mình nó có độ băm này và độ phản xạ theo vân. Đây là cách mà mình cách thứ nhất mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn làm một vật liệu da mà mình đã có map đầy đủ. Với cách thứ hai thì ví dụ như ở đây mình không có một cái map không có một cái màu da mà mình phù hợp với thiết kế mà mình không tìm được một cái map thì mình sẽ làm cách nào. Ở đây chúng ta vẫn có một cái sofa và phần color này, phần map da này chúng ta đã không có một cái màu, chúng ta không tìm được một cái màu da phù hợp. Ví dụ như ở đây cái thiết kế của các bạn muốn có một màu da nó màu cam như thế này chẳng hạn, thì nếu chúng ta không tìm được map thì chúng ta có thể sử dụng cách này. Ví dụ như các bạn sử dụng color này, các bạn chọn màu thiết kế, sau đó ở trong phần reflection này chúng ta sẽ tìm cái map phản xạ, chúng ta sẽ tìm những cái map đen trắng mà chúng ta có sẵn này, rất đơn giản thôi. Và cả phần bump cũng thế. Thì khi mà chúng ta render ra, ví dụ ở đây mình sẽ render bộ này ra thì chúng ta cũng sẽ có một cái vật liệu da với đầy đủ tính chất như bộ reflection hay là bump.
chúng ta cũng hoàn toàn có một bộ da ok với màu da mà chúng ta mong muốn. Thì đây là cách thứ hai, cách này thì đơn giản, nó phù hợp với trong những thiết kế của chúng ta mà chúng ta không tìm được một cái map da hợp lý thì chúng ta có thể sử dụng cách này để vừa đáp ứng được cái nhu cầu thiết kế các bạn mà chúng ta vừa có một cái mẫu da mà chúng ta muốn mang đến cho khách hàng cái màu sắc mà các bạn muốn tư vấn cho họ. Đây, sau khi mình render thì các bạn có thể thấy khi mà chúng ta chỉ có một cái màu cam và cái mask phản xạ là một mask đen trắng và mask băm đen trắng thì chúng ta cũng hoàn toàn có một vật liệu da. Đó, thì đấy là cách thứ hai mà mình hướng dẫn cho các bạn để có làm được một cái vật liệu da mà đôi khi chúng ta không thể tìm được mask, thì chúng ta có thể sử dụng cách này để các bạn làm ra một vật liệu da. Cách thứ ba mà mình muốn hướng dẫn các bạn ấy, ở trong phần diffuse này, mình sẽ chọn kênh phone off, hoặc chúng ta có thể chọn kênh mix value này. Đây mình sẽ chọn kênh phone off trước các bạn nhé. Tiếp phần color A thì mình sẽ chọn một màu đậm hơn một chút. Color B mình sẽ chọn một bitmap nhạt hơn. Ở phần này các bạn có thể chọn gender space. Ok, phần này các bạn chọn finesse nail này. Ở chỗ này các bạn để 1.5 cho mình thôi. Đây thì chúng ta có thể thấy cái sofa của chúng ta nó có một cái màu đậm hơn vì cái color A là cái color chủ đạo ấy, thì mình đã sử dụng một cái màu đậm hơn, hoặc ở đây mình các bạn để cho cái này thành màu cũ thì các bạn cũng có thể thấy nó sẽ nhạt hơn. Thì đối với cách này thì chúng ta có những chi tiết ở những cái viền sofa này nó được tốt hơn những cái viền ở ngoài viền dao này ở sofa. Đây các bạn để 100. Ok, chúng ta gen thử. Sau khi mà mình render theo cách mình vừa tạo, đó là sử dụng kênh phone off và một kênh bitmap, thì ở đây các bạn có thể so sánh cái ảnh số A, ảnh A là ảnh về phía bên trái của chúng ta là sử dụng kênh phone off, và ảnh B là ảnh chúng ta sử dụng bitmap, thì ở đây chúng ta có thể zoom lên để nhận rõ được tại sao nó khác nhau ở điểm nào. Thì khi chúng ta sử dụng kênh phone off thì các bạn có thể thấy là chúng ta những cái phần sáng ấy, những phần mép ngoài ấy, nó sẽ sáng hơn. Ví dụ ở đây các bạn có thể nhìn rõ nhất, đây là kênh phone off và đây là kênh bitmap. Đó, thì các bạn có thể thấy những cái phần cong của cái mép sofa này thì kênh phone off nó đã thể hiện rõ cái ánh sáng lan tỏa cái mép này. Tương tự như chỗ này các bạn có thể nhìn thấy rõ này, ví dụ chỗ này góc nhìn nghiêng thì các bạn có thể thấy kênh phone off nó có cái sự lan tỏa ánh sáng, và cái phần kênh bitmap thì gần như nó chỉ là một cái mép không thôi. Đó, thì đấy là cách sự khác biệt giữa kênh phone off và kênh bitmap. Tùy các bạn có thể sử dụng hai cách khác nhau. Là mình thì mình sẽ vẫn thích là sử dụng kênh phone off hơn để cho chúng ta có thể thấy cái sofa nó có cái độ luân chuyển của ánh sáng. Còn nếu mà sử dụng bitmap thì nó sẽ hơi trơn. Ok, đấy là cách thứ ba mà mình hướng dẫn các bạn sử dụng để tạo ra một vật liệu da. Vật liệu da thứ tư mà mình muốn hướng dẫn với các bạn đó là một vật liệu da lộn. Thì đôi lúc chúng ta có thể sử dụng da lộn cho vật liệu sofa nội thất. Ở đây thì mình sẽ tạo một kênh phone off trong cái phần deep diffuse này. Mình sẽ chọn kênh phone off các bạn nhé. Các bạn chọn kênh phone off thì trong cái color A các bạn sẽ tìm cho mình một cái bitmap, đó là cái da lộn. Ở đây thì mình có một cái da lộn này. Đó, các bạn có thể loát cái bitmap này lên. Phần color B thì các bạn có thể copy xuống và trong mục color space này các bạn chọn cứ từng gamma, các bạn để cho mình 1.2 hoặc là 2 đi. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang kênh net nail này. Đây mình sẽ chuyển sang kênh 1.45 1.35. Thì các bạn có thể thấy cái da lộn của chúng ta ở đây nó đang hơi bị to. Các bạn có thể chuyển xuống thành 50 hoặc là chuyển xuống
để 20. Ok thì còn cái phần reflection color này, các bạn sẽ chọn cho mình một cái bitmap đi. Tương tự phần reflection glossiness cũng thế, nhưng mà chúng ta sẽ giảm cái phần độ bóng này xuống, nhưng mà chúng ta tăng cái này lên 1.8 đi. Tương tự phần băm, các bạn cũng add cho mình một cái bitmap đen trắng. Đây các bạn ra lộn thì có thể các bạn sẽ tăng cái phần băm lên. Ở đây chúng ta để 0.2. Sau đó mình gen thử với kết quả mình vừa tạo một cái vật liệu ra lộn nhé. Ok thì các bạn có thể thấy chúng ta hoàn toàn có một cái vật liệu ra lộn theo cách làm hướng dẫn làm đơn giản nhất của mình. Thì mình hy vọng với cách hướng dẫn làm vật liệu da của mình, các bạn hoàn toàn có thể áp dụng cho các bạn cái nội thất của các bạn. Thì hôm nay mình xin phép được tạm dừng tại đây. Mình sẽ cố gắng làm thêm các vật liệu khác để cho các bạn theo dõi. Nếu bạn nào thấy hay, hãy like and subscribe cho mình nhé. Còn nếu bạn nào có những cách hay hơn, cũng có thể góp ý dưới comment để chúng ta có thể thảo luận và phát triển thêm. Cảm ơn các bạn.